Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh công nghệ của FTC Laptop. Mình là Hòa. Chắc hẳn là anh em dùng laptop hoặc là PC thì sẽ không lạ gì với những cái phần mềm mà giúp mình kết nối và điều khiển máy tính từ xa phải không? Ví dụ như là UltraView này, TeamView này, AnyDesk. Và ví dụ như là cái TeamView đi, thì là đây là một phần mềm mà có thể là miễn phí cho anh em, nhưng mà chỉ miễn phí trong khoảng 100 phiên kết nối đầu tiên. Sau đó là anh em sẽ phải mua bản quyền hoặc là sẽ bị giới hạn kết nối hoặc là không kết nối được. Nó sẽ rất là phiền phức. Thì làm thế nào để có thể sử dụng TeamView sau khi mà mình đã bị giới hạn, thì đây sẽ là phần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm mà FTC Laptop sẽ đem đến cho anh em. Ok, để khắc phục cái lỗi này thì anh em sẽ cần tải cho mình một cái phần mềm. Link tải thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video anh em nhé. Đây, sau khi tải thì mình sẽ có cái tên phần mềm đây này. Đây là một file nén anh em nhé. Thì việc đầu tiên là mình sẽ giải nén nó ra thôi. Chuột phải vào extract here. Rồi. Đây cái phần mềm ở trong đây. Mở vào thì anh em cũng chuột phải giúp mình này. Chọn run admin này để chạy với quyền admin nhé. Giao diện thì cũng rất là đơn giản thôi. Và khi chạy cái này thì mình cũng không cần phải tắt Windows Defender hay gì cả, vì nó cũng không bị quét hay là bị sao cả anh em nhé. Bước tiếp theo là mình sẽ tìm đến cái đường dẫn mà cài TeamView. Chọn OK này. Đây, Select Mode đây. Thì anh em cứ để cái bước đầu cái tùy chọn ngoài cùng bên trái nhé, trial nhé, bấm start và chỉ trong mấy giây thôi là phần mềm nó báo successful, hoàn thành nhé. Anh em bấm end để thoát phần mềm đi, và ok, anh em có thể mở TeamView lên và sử dụng. Ok, chỉ với một vài bước đơn giản thì anh em đã khắc phục được cái lỗi này rồi. Nếu mà thấy video này hay và hữu ích thì anh em hãy để lại một like và một subscribe cho channel của FTC Laptop nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.